chiếc xe TV. Chiếc xe TV dạ. Ừ. Mình lên mình coi mà dạ. Mình thấy cái thấy mình vậy. Đúng rồi. Cái này cái gì tên? Dạ. Cái lẹp hả? Nó dẹp lép chứ. Đang trốn nợ mà chủ nợ gặp là tới công chuyện luôn. Thu là cái mình lằn nhằn tí là. Thu hả? Thu ảo á. Thu ảo hả? Ờ biết thu không? Không biết. Thu mà. Thu ảo 25.000 hả? Ừ, có lằn nhằn bẻ rồi luôn. Ở này cái này người ta làm gì ăn hả chú? Cơm chả, muối, rồi khô. Rồi. Biết luôn. Hồng Long, Hồng Long, Hồng Long. À, con ca sĩ, con nghệ sĩ Vũ Linh ha. Dời, giống như con dời. Con cá thu hả con? Cá cá trồng bây giờ nhiêu ký hả con? 40, quá rẻ luôn, sao rẻ dữ. À đây là biển mà ha. Còn cá thu này nhiêu ký con? 100. Chùm nhiễm đâu biết ai. Đây là hào gì con? Hào sữa. Mình à, bây giờ mình bán cho khách là nhiêu ký? 100.000 ký hào sữa. Cá này là cái gì hả cô? Cá dồ biển hả? Dạ, cá này bây giờ mình bán cho khách nhiêu ký vậy cô? À đi đi theo loại hết không? À nè, chào anh trai vợ bỏ thiệt không? Thiệt luôn hả? Thì cô này cũng ở địa bàn này cũng nắm tình hình hết trơn các bạn. Cô nói chuyện chưa có chồng thiệt không? Bây giờ cũng muốn có chồng không? Bây giờ có muốn tìm một nửa yêu thương của mình không? Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Tầm sắt hả, giống như người ta đổ bánh tráng xong người ta sắt ra ha. À. Như vậy là mình bán 1 ký nhiêu tiền? Ký 60.000 mà tôi cho nước cốt luôn không? À ký 60.000 nước cốt với mẹ la lá dứa quá. Dạ. Dạ. Ở trong bấm là hai màu khác nhau hả cô? Tại vì tôm bạc trắng mình. À tôm bạc. Dạ, còn cái tôm cái này tôm khác. Tôm bóng, tôm sắc đỏ, cái vỏ nó à, còn tôm này. Bếp này cũng trống nhỏ, nó dạ. Chào các bạn, hiện tại chiếc xe đang có mặt tại chợ Dầm Láng cũng như cảng cá. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2024, thời điểm hiện tại là 7 giờ sáng các bạn. Và mời các bạn cùng chiếc xe dạo một vòng xung quanh khu vực chợ cũng như cảng cá này xem các ngư dân và tiểu thương ở đây mua bán như thế nào nha. Cho em hỏi con đó con gì bự vậy chị? Cá chét hả? Cá chét muối dùi. Wow, rất là nhiều luôn. Con cá dài là cái gì nữa? Này là con cá chét muối dùi các bạn. Cá chét muối dùi. Con này giống như khô cá mặn nha các bạn. Chuyên ăn là thôi. Người ta chưng á, chưng với bỏ gừng, bỏ nấm đồ vô. Rất là nhiều nè các bạn. Này có khô các bạn. Khô này à. Cái này cá lạc, cái gì, cái lẹp gì các bạn.
rất là nhiều khô đằng đó nè các bạn. Quá nhiều khô này mình không biết khô gì luôn nha. Cá này chắc cá đù quá các bạn. Nhiều lắm. Đây. Đang làm các bạn. Đây tới khu vực chỗ này là cái cảng cá các bạn. Trước thì tàu thuyền tập trung vào đây hết các bạn, nhưng mà sau khi có cái cảng mới lớn, cảng lớn bên kia thì mấy cái tàu lớn dời qua bên cảng mới các bạn. Còn ở đây mấy chiếc thuyền đánh ngay trong bờ, đánh gần biển không nghe các bạn. Khu cá đù, cảng cá Dầm Láng các bạn. Sáng sớm mới khoảng 5 giờ 30 phút sáng rồi các bạn. Quá trời nhiều luôn. Này gọi là cá gì, cá nhỏ, cá tạp cái gì. Ở đây mình gọi là cá gì hả anh? Cơm. Cá cơm hả? Mấy cái thuyền kia đang chờ bốc ship lên các bạn. Này này chắc mình đâu có vô cá bự à. Cá bự chừng nào mới vô ha anh? À bà cả bên kia ha. À. Con mấy cá bự đó nó mới đi qua đó. Wow, này xúc bằng cái len luôn đó bạn. Một ghe về chắc cỡ mấy tấn không anh? Đâu như vậy? Tấn không? Tấn à, chừng tấn trở lại ha. Cá cơm không? Cá cơm các bạn. Ở đây mấy chị nữ ở đây mạnh lắm nha các bạn. À này guốc. Làm YouTube. Dạ. À, đúng rồi. Ủa mình tàu mình vô sớm lắm á anh. Mấy bữa nay vô 4 giờ. 4 giờ sáng là vô à hả? Một lần mình vô vậy là cỡ bao nhiêu ký cá đằng anh? Có khi nào được vài tấn không? Như bữa nay là được tấn không?
Mấy tấn luôn hả? Wow. Cái này 60 phút luôn chứ không có 60 giây nữa. Chiều mới có. 6 giờ, 6 giờ chiều. Này là guốc à các bạn. Rồi chở lên xe. Em đi là nhà máy xây hay xây thành bột hay gì các bạn. Nước cái này thúi hôi lắm các bạn. Nè. Wow, cá quá trời luôn. Này, cá nhỏ không nghe các bạn. Cá gì không biết nữa. Thế con này con cá gì vậy ta? Cá này cá gì ta? Dạ. Cá lẹp hả? Nó dẹp lép chứ con cá lẹp. Chiếc xe tivi. Chiếc xe tivi hả? Dạ. Ăn mình nó mình coi mà cái dạ. Mình thấy cái cãi nó cũng thấy mình vậy chứ. Đúng rồi. Xong quay rút ăn. Chú ghe nè. Đó. Anh chủ ghe. Anh chủ ghe chào anh chủ ghe. Chào anh chủ ghe, chào lại bye bye đi. Chủ ghe chào lại anh vậy đó. Mấy chị làm sao ảnh buồn à. Đang trốn nợ mà chủ nợ gặp là tới công chuyện luôn. Đúng rồi. Còn cá này gọi là cái gì hả chị? Cá ép hả? Dạ. Còn cá ép. Lên đánh câu mày đủ nữa, mua lên. Ừ, đâu có cá này không chứ có cá gì nữa. À. Cá ép mà chứ mua chứ chợ cây kè. Cá này tao mua làm gì hả chị? Làm xay, xay thành bột. À, xay thành bột. Một sọt như vậy à, cỡ ra chừng nhiêu ký anh chị? Bốn mươi chục ký luôn. Bốn mươi chục ký. Giống này năm mấy ký? À, năm mươi mấy ký. Wow. Đây là kim lon. Biết lon. Hồng lon, hồng lon, hồng lon, con của Vũ Linh. Hồng lon. Con của Vũ Linh rồi đây. À, con ca sĩ, con nghệ sĩ Vũ Linh ha. Con nghệ sĩ Vũ Linh. À. Anh Thanh nói không phải lâu cá mà là lâu kẻ. Kêu Hồng Long là cô đó đó, cô Vũ Linh đó. Mấy chị nữ này mạnh lắm nha các bạn. Không thua gì mấy anh nam nha. Chị mấy chị nữ này không thua gì mấy anh nam. Thanh niên làm gì lỗi đó, tại giận chết luôn. Đúng rồi. Tại giận chết à. Tại cái tướng ăn nhảm xôm nó đầu xong quá. Năm mấy ký mà con người chỉ có ba mấy ký à. Mấy anh đó lại chia sẻ đây là vợ nuôi chồng không nghe chứ họ chồng không có nuôi vợ nha. Mấy ông đàn ông lên chữa chết á. Dạ. Dạ. Buổi sáng này mình nhập cái cảng mình xong chắc cỡ mấy chục tấn quá hả chị? Đó. Dạ, chí xe tivi. Chí xe tivi. À. Hỏi gì vậy ba? Chí nha, chứ phải chí nha. Bây giờ mình nghỉ chưa ha, mình đi bắt nữa anh. À, hay quá. Ngày mai mới vô hả? Dạ. Thôi à, chúc anh may mắn nha. Đại học hả? Dạ.
cảng cá Dàm Láng, cái này là huyện thị trấn Dàm Láng, huyện Gò Công Đông. Huyện Gò Công Đông bây giờ nó lên thành phố Gò Công rồi. Ờ đúng rồi, ở Vĩnh Long. À, được công nhận thành phố Gò Công 1 tháng 5 rồi. Vô chúng sông cầu quá, vô có cá tươi, có mực tươi đồ nhiều. Chừng nào mới chúng đó? Đẩy nó vô Hồ Phía rồi. Vô Hồ Phía rồi hả? Chắc ngày mai xuống cửa sớm sớm hơn xí là nó có. Cả mấy giờ ha? 4 giờ. 4 giờ, 4 giờ hả? Ngày ngày nó càng say say sáng sáng luôn. Ngày mai là 4 giờ phía hả? Vô 1 giờ tới 2-3 giờ. Đi về qua bên kia. Qua dưới ghe đang chạy nè. Tèo, hello à. Hello anh Tèo. Đó, một chiếc tàu đánh cá mới vô các bạn, cũng đầy ắp dưới Phan Thiền nha các bạn. Vô sớm các bạn ơi, mình đi hơi bị trễ rồi. Đây mấy người dân vô hồi lúc 3 giờ mấy 4 giờ sáng là đã vô rồi các bạn. Ngày này mình đi hơi trễ rồi. Nên mình không có thấy cá lớn nữa nha các bạn. Nhiều cá luôn. Chào em trai xinh đẹp. Em đẹp trai. Hello mọi người. Chị quên em mắc bạo nhiều lắm. Chủ nợ gặp tới công chuyện luôn. Cá cơm nè các bạn. Cá cơm này nó nói là sai ra làm gì không biết mà. Ôi, ôi. Có con sâu biển này như nè. Ghê không? Bữa nay thuyền vô sớm hả anh? Vô rồi 1 giờ rồi. 1 khuya hả? Ờ, từ đây tới trưa chắc nghỉ vô hả? Vâng rồi, còn ngày 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Dạ. À, ăn bữa canh tiếng. Quân, khổ quá lên lên bút chia sẻ đồ uống má, chim vốn. Chim vốn.
Chùm gì đâu biết ai. Cá cơm. Ồ, cá cơm không? Ba bốn học luôn. Cái con này đang mua vậy làm gì á? Làm bột. Bột là thức ăn cá đó. Bột cá. Thức ăn. Bột xong vậy pha chế thành thức ăn. À. Chiếc thuyền đó hả? Xong rồi. Giờ mình đi bắt nữa hả? Tôi đi vô, mai vô. Thôi, mai vô lâu quá. Mai vô giỡn thì sống rồi. Con mực nữa bạn, nàng nè. Hai bao bổ rồi à. Bốn sáu ký. Thank you.
dưới luôn nước, bỏ xuống nước. Bỏ ngoài. Đây đây. Đây là cá nhỏ không các bạn, có con cá đuối này. Cá đuối gì? Đường này đi xuống xuống mới xong quá. Cá này về chiên bột ăn được. À, đó mình lựa con bự ra hả? Bực. Ở đây đa số phụ nữ làm rất nhiều nha các bạn. Đây là guốc. Guốc này chắc chưa có lựa. Mấy con ghẹ gì nữa các bạn. Đây người ta bán rau củ cũng rất là nhiều các bạn. Cũng không khác gì mấy ở Vĩnh Long, Cần Thơ và Trà Vinh nha. Đa số mình thấy mấy cái chợ quê như thế này thì bán các mặt hàng cũng tương tự nhau thôi. Chỉ có một vài chỗ khác nhau là những cái đặc sản vùng miền thôi nha các bạn. Còn lại thì đều giống nhau hết nha. Chị đi làm YouTube cho mọi người xem chợ quê mình nó ra làm sao. Yeah. Đây cũng có nước mát các bạn. Yeah. Đi Lào. À, con cô vào. Dạ. Yeah. Bắp chuối. Dạ. Yeah. Bên này cô bán trái cây, bán rau củ. Bên này bầu hồ lô hả cô? Bên này ở nhà mình trồng hả cô? Nhà mình trồng ra đây mình bán. Dạ. Sáng giờ mình bán được không cô? Cũng là gài hả? Dạ, thì em chúc cô luôn mua bài bán đắt nha. Dạ. Dạ.
vô ngay cái kênh này là có nè cô. Nói tên. Chí Xe TV. Dạ. Nói tên lên mới có cho dạ. Vô cái kênh YouTube đó mới có. Kênh gì chú? Có giấy nè. Bắt chú kênh gì? Dạ kênh này nè chị. Kênh tuổi trẻ hả? Để con già rồi đâu lên trẻ được. Mặn giao muối giáo tiểu ăn mà, nghi ngút khói luôn. Cái này nhất định là ngon nè. Đậu hũ non hả cô? Bán đu đủ ăn tàu hũ non. Gào ghém. Đây là một khu chợ cá nhỏ các bạn. Chả cá chai. Có người đẹp. Có người đẹp. Bên kia hả? Sáng giờ chị bán được không? Con ế ế mới đây ế lâu rồi. Ế mà cũng từ Tết giờ nói chung ế. Ế trường trường kỳ khói lửa luôn hả? Không có đủ tiền khách vàng. Thôi kệ, đủ ăn là được rồi ha. Dạ thôi cho chúc chị luôn mua mai bán đắt nghe ha. Dạ, đó là Chí Xe TV. Dạ. Ai? Thiệt không? Chị này chứ chưa có chồng. Chưa. Chú đó chú nói vậy đúng không chị? Nói thiệt. Dạ. Cá biển này các bạn. Cá này cá dẹp lép với cái gì nữa. Bên đây người giống con cá liềm kiềm quá. Phải không? Nước này nó rắc, nước cội đồ quá trời luôn. Phải cá liềm kiềm không vậy? Cá liềm kiềm đúng rồi. Cái này cá liềm kiềm, cái này cá liềm xương. Cá liềm kiềm với cá xanh xương. Hai con giống nhau mà đều khác màu ha. Dạ đúng rồi. Cái con này ăn ngon hơn con này. À cái con màu xanh ăn ngon hơn con màu trắng ha. Dạ. Ngon ăn màu xanh là con cá xanh xương. Dạ. Còn cá dẹp lép là cá gì vậy? Cá thu, thu hảo. Cá thu hảo hả? Ờ, thu đó ngon lắm. Dạ. Nước này sông không có cắt. Nước dạ. Đồi á, trong cầu cái chúng nó quay dạ. Cái này mình bắt ở dưới biển lên không có gì hả chị? Biển lên dạ, biển dùm láng vô. Dạ, biển dùm láng. Dạ. Cá thu hảo. Cá này bây giờ mình bán cho khách nhiều tiền không chị? 25 ngàn. 25 ngàn ký à? 25 ngàn rồi. Wow. Nước này là nó tắt, nước này nó có, nước rồi không có có. Dạ. Dạ, anh ở đâu lận? Dạ, em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long xuống quay vậy? Dạ. Đó là tôm, tôm gì chị? Tôm này tôm thẻ. Tôm thẻ. Này tôm sắc lộn. Tôm sắc. Dạ. Cái này là mình quay đây, là mình... Em đi làm YouTube cho bà con xem cái chợ quê mình nó làm sao. Dạ. Dạ. Thôi em chúc cho chị luôn mua may bán đắt nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, em là Chí Xe TV. Dạ. Đó, đây là khu mấy cô bán cá các bạn. Có kể cả cái diều hồng luôn nha. Giống như cái gì có bà xa, cái dồ gì không biết, hay có hú gì không biết nha. Có cá biển này các bạn. Cá hú. Rất là nhiều cá, cá đuối. Cá đuối khủng luôn các bạn. Nè. Ồ, cá ngát. Nghe còn là trứng không các bạn. Cái này mình phải cắt cái đuôi á hả cô? À, cắt đuôi nó gai không mà. À, cái gai đâm đào hả cô? Gai nó đâm đào. Dạ. Cái này mình chắc mình mới bắt cái biển lên hả cô? Cá này mới bắt cái biển lên. À, xem nay em đi lại thấy toàn là mấy con tí 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 không hả cô? Tí tí là cá nhỏ, còn đây cá to bự. À, cũng ở ngay cảng này lên hả cô? Đúng rồi, ngay cảng này lên, cảng biển Dầm Láng mình. Dạ, hồi nãy em lên xuống dưới em quay toàn là con tí tí không à, chứ không được cá bự giống vậy đâu. Ừ. Giống như mấy con cá cơm á. Cái này là
biển lên câu là câu mới lên. Này hồi lúc nó lên mấy giờ vậy cô? Nó đi câu hồi cử hồi đông. Hồi 2 giờ nó vô. 2 giờ vô. Chắc cái gai bỏ ha. Gai. Con này mình làm gì ăn ngon hả cô? Con chua xào cà ri dễ. Cà ri cũng dễ. Hôm nay chợ gầm mà cô thấy hôm nay bán được giống như ngày thường không cô? Quá trời cá đuối các bạn, còn cá ngát thế này các bạn. Con nào con nấy chào bá lửa không nha, cá khủng luôn rồi các bạn. Kìa cô chủ nè, cô chủ nè. Con này con gọi là con gì vậy cô? Cô con này gọi là con gì vậy cô? Cá hố. Tôm quá trời các bạn. Tôm này tôm gì? Tôm gì không biết. Tôm cơm sắc hả chị? Tôm này bắt dưới biển lên hả? Có 5 ngàn mua một con hàng đi. Tôi nói thiệt á. 55 ngàn ký. Nửa ký qua 2 ký. 2 ký mà. 2 ký mà. Mày cá phai nè, mấy con cá phai ta làm khô, bây giờ mình thấy con cá tươi gì hả các bạn? Tôm bạc, heo, có chanh 15.000 ký. Đây cái gì đỏ đỏ nhóc chân. Qua cái cây nhiều lắm à các bạn. Điều mặt hàng rau củ thì ở đây có lẽ là mắc hơn mấy tỉnh trên nha các bạn. Rồi cái ngát này nè. Còn bự không? Đuôi dời giống như con dời. Cá thù hả? Quá nhiều cá ngát luôn. Con cá thù hả cô? Cá ngát. Cá sòng bây giờ nhiêu ký vậy hả con? 40. Quá rẻ luôn, sao rẻ dữ. À đây là biển mà ha, cho nên giá nó mới rẻ vậy hả con. Cái vận chuyển đi xa thì cộng cái phí thì nó mắc hơn mấy tỉnh khác mắc. Cái này cá thu. Còn cá thu này nhiêu ký cô? 100.000 ký. Quá rẻ nha các bạn. Cái ngát này chắc cũng bắt dưới biển lên luôn nè. À, các bạn có ở gần đây có đi chợ mua cá thì ghé đây ủng hộ cô này. Dạ, em chúc cô luôn mua may bán đắt nha cô. Dạ. Đây là rất là bên cạnh khô còn có khô nữa các bạn. Rất là nhiều khô nè. Ghẹ tôm tích tôm sắt. Cá ngát rất là nhiều. Quẹo lửa, thao gỗ 5.000.
sẵn. Dạ. Trời ơi anh đăng này quay cái hào em tôi, hào em bé nè anh ơi. Mình lễ rồi sẵn vậy hả cô? Dạ. Cái này là hào gì cô? Hào sữa. Mình à, bây giờ mình bán cho khách lại nhiêu ký? 100.000 ký hào sữa. Hai. Đây là bà đẹp nhất số 1 lên mạng á chứ không phải bà nói. Chưa chưa, chưa chưa chồng luôn hả chú? Chưa chồng. Thiệt luôn hả? Ờ bà nào? À dạ đúng rồi cũng à năm rồi. À. Cho ông nào ông ông nào ông tới ông rước đi luôn chưa rồi. Chắc nhà chị bán được không? Ê qua mọi người ơi, ở gần đây có đi chợ muốn ăn hào thì ghé đây ủng hộ cái cô này, cô chuyên bán hào ở chợ chợ gì quên rồi ta, à chợ Dầm Láng đúng rồi. À, thôi à, chúc cô luôn mua may bán đắt nha. À, đó bên đây thì có một cô bán con tôm gì không biết, con tôm gì nha, tôm sắt, tôm thẻ. Ủa tôm sắt mùa này mình bán nhiều tiền không cô? 50.000 một ký. Có túi hai con mực luôn. Quýnh bài thôi chồng chửi hả? À biển thất quá hả cô? Dạ. Cá này là cái gì hả cô? Cái dồ biển hả? Dồ biển. Dạ, cá này bây giờ mình bán cho khách nhiêu ký vậy cô? Lớn thì 180, còn nhỏ thì 450. À, tùy theo loại hả cô? Tùy theo loại. Dạ. Cái này là mình bắt ở dưới biển lên luôn ha. Cá này cá biển rồi. Dạ. Dù sao thì mình ở gần biển mình bắt lên thì cũng giá nó cũng đói hơn ở mấy tỉnh khác, mấy cái tỉnh xa biển á. Nhưng mà cá này rất ngon. Dạ, nó còn tươi ngon hơn. Dạ. Chào anh trai vợ bỏ, thiệt không? Thiệt luôn hả? Thì cô này cổ ở địa bàn này cũng nắm tình hình hết trơn các bạn. Dạ, thôi em cầu mong cho cô luôn mua bán đắt mỗi ngày nha cô. Dạ. Bên cạnh mấy cô bán cá thì còn bên cạnh còn đó còn những khô mặt hàng khô như thế này rất là ngon các bạn. Đây là khô đù nè các bạn. Khô này là khô gì hả cô? Cá đường. Khô cá đường. Cái này cái gì biết? Cá mối rút xương. Cá ngát. Rồi khô mực. Cá phè, cá mực. Cá kèo đỏ, cá lạp. Nhìn các loại khô luôn các bạn. Khi đến đây thì mà không những có các mặt hàng cá tươi sống, và bên cạnh còn có một cái quầy khô ngon, rất là ngon của cô xinh đẹp chuyên bán khô ở chợ Dầm Láng. Cô xinh đẹp, cô qua Dầm Láng. Dạ, thôi em chúc cô luôn bán đắt mỗi ngày nha. Dạ. Bên kia còn có bán trái cây nữa các bạn. Đây là quang cảnh bên ngoài nè. Đúng rồi, ai cũng đẹp, mỗi người có cái nét đẹp khác nhau, không ai giống ai. Chào anh nước đá chưa vợ? Anh nước đá, bán nước đá. Có cô nào vừa mắt cái anh này thì tới đây mình mua nước đá để làm quen. Có vợ rồi. Có vợ hả? Trời ơi, vậy mà nó chưa vợ. Chưa vợ thiệt hả? Gì hả cô? Các kèm hả cô? 483 các kèm. À nhớ ông chú này rồi, ông chú này cặp cổ bà kia. Đúng rồi. Một cặp trời sinh. Cảm ơn nhiều. Cả mấy người đó.
Hôm nay không thấy cá lớn nữa hả chú? Ở đây biển thấp. Dạ, bữa hổm mà quay gặp chú cá lớn lớn không à? Thảm ở dưới, còn giờ bữa nay lên cửa khuya, hỏi lên bằng ngày. Dạ, bằng ngày đây, giá trưa này dám gì có cá lớn chú? Cá thu là có 25.000 ký nè. Cá thu hả? Cá thu ảo á. Thu ảo hả? Biết cá thu không? Không biết. Cá thu ảo 25.000 hả? Có 25.000 đẻ rồi luôn. Cái này người ta làm gì ăn hả chú? Làm chả, muối, phơi khô. Về nó bầm ra ha. Dạ. Rồi phơi khô, một nắng, thành chim chương, dạ. Cái gì cũng được. Nhà chú gần đây không? Gần, ở Mẹ Mòn nè. Dạ, chú sống bằng nghề bắt cá với sông không hả? Ngày mua bằng ta. Mua đi bán lại, ngày kiếm vài ba triệu cũng được ha. Không có. Không có hả? Ngày kiếm 100-200 ngàn, muốn le lưỡi luôn. 100-200 ngàn le lưỡi luôn hả? Dạ. Nhiều khi lỗ rồi nữa. Dạ. Đang đó phải mình mua canh ký đâu, mình mua solo. Đấy đó. Thấy mình mới lựa ra. Dạ. Lựa ra nó, lựa ra vậy đó. À. Vậy đó. Đây nè. À, cái gỗ này là mình lựa tháng rồi hả chú? Có nghĩa là ta lên ta một đống luôn, mình lộn xộn. À, nhưng hỏi mới dưới cảng vậy đó. Dạ, rồi mình mua một đống vậy là nhiêu tiền? Rồi mình lựa ra mình bán. Dạ. Khi mình mua hố, lỗ. Dạ, mà mua trúng thì lời ha. Trúng thì lời, mua là cá hố gì lận. Dạ. Chứ không phải là nào cũng lời đâu, có lời có lỗ. Dạ. Ở đây có lời lợi nhiều. Nhiều bạc kiếm chừng 50 ngàn. Rồi bà xã chú có đi bán chung chú không? Bán đẳng hả? Chập khô hả? Dạ. Rồi con chúc chú luôn mua bài bán đắt nghe chú. Đó đi biển mấy chục năm rồi bà đi. Dạ. Đi do tử với tàu phòng tắm. Dạ. Đi biển tàu mấy chục năm. Dạ dạ. Đi tà đôi á, tà đôi đi tàu á. Dạ, con cảm ơn chú đã chia sẻ. Dạ. Dạ, con ở Vĩnh Long. Dạ. Phải không? Cô bán đu đủ, bán chuối, bán dưa hấu. Đây là bán khóm. Sơ ghi. Wow, sơ ghi đẹp quá. Chi ghi này mấy ngàn ký hả cô? 15 ngàn. Dạ, 15 ngàn ký. Cô cho em 1 ký ha. 15 ngàn một ký chi ghi. Cái này ở nhà mình trồng hả cô? Trồng mình mang ra đây mình bán. Dạ, hay quá. Và 1 ký. Sáng giờ mình bán được nhiều không cô? Sáng giờ 17 ký à chưa? Dạ 17 ký. Thôi em chúc cô luôn mua bài bán đắt nha cô. Dạ. Bánh mì chả lụa quá đắt. Đây là rau củ các bạn. Cô bán rau. Ở đây dùng biển mà đủ các loại rau ha các bạn. Không khác gì các tỉnh miền Tây trên nha các bạn. Nè các bạn nhìn này, rau muống ha, rau tập tàng nữa nè. Đủ các loại rau dền, rau nhãn lồng. Đủ đắng luôn nha. Mai với cúc. Cái này là mai. Giá thì 30.000. Lưới mai gì cũng 30.000 một bó. Rồi à, chúc chị chủ luôn mua mai bán đắt nha.
sò, trứng, vịt gà làm sẵn, trái cây các bạn. Dạ quá, dạ cô. Cô trái cây sáng giờ bán được không chị? Ai cũng than hết á, giống như tình hình chung hay gì á chị ơi. Dạ mọi người có đi chợ thì có muốn mua khô rồi tới đây ủng hộ cô, em chúc cô luôn mua quay bán đắt nha cô. Dạ dạ, em là Chí Xe TV, tên của em là Trưa Chiều Gì. Cô rảnh là cô ra đây cô xem cho đỡ buồn. Dạ tôm sắc, cá đói, ngồi trên chiếc xe đẩy đi bán luôn. Cá đói cỡ này bây giờ mình bán chừng nhiêu ký hả cô? 40-50 tiền nha, con bự con nhỏ ha. Con này là tôm gì cô? Tôm sắc 50 luôn. Sáng giờ cô bán được nhiều không? Sáng giờ bán được chừng tôm. Dạ cũng đỡ đỡ ha. Thôi cầu mong cho cô ngày nào cũng bán đắt. Dạ em, dạ em ở Vĩnh Long. Dạ em cảm ơn cô. Dạ ai cũng vậy cô ơi, tình hình chung rồi. Cô bán bánh bò, tiêu. À, đây là một tiệm bán đồ gia dụng các bạn. Ngay đường Lăng Ông các bạn, thị trấn Dập Láng. Cô và cô bán bánh ít, bánh tét. Bánh ít mọi người ơi. Sáng giờ bán được không cô? Dạ bán cũng mê quá. Ai cũng than, hôm nay ai tha ai cũng than quá. Dạ, cái này mình gói ở nhà rồi mình đem đi bán luôn hả cô? Dạ. Quà wow, bánh bự bự không? Đó, các bạn thấy video này thì tới đây ủng hộ cô. Hay là mình nhà mình có đám tiệc gì đó mình không cần gói thì tới đây đặt cô giao luôn ha. Dạ, miễn ship luôn. Dạ, thôi con chúc cô luôn bán đắt nha cô. Dạ, cảm ơn. Đậu hũ bánh lọt. Cô bán đậu phộng luộc. Đây chị bán trái cây. Đây có một cô ngồi bán mấy cọng rau. Sáng giờ bán được không cô? Dạ, này ở nhà mình mang ở đây mình bán hả cô? Dạ, nhãn lồng. Ở này là gì cô? Lá bình phát. Còn mướp nữa. Dạ, thôi em chúc cô luôn bán đắt nha cô. Dạ. Tới đây là như là hết cái khu vực chợ các bạn. Thời điểm hiện tại là khoảng 7:30 sáng ngày 22 tháng 5 đấy các bạn. Dạ con đi quay chợ quê, đây là khoai mỡ rồi vậy các bạn, khoai mỡ bầu. Dạ không, con là Chí Xe TV. Chí Xe TV. Dạ 12.000. Đây là đùi gà. Đùi gà, chân gà, cánh gà. Chị bán bánh ướt, chả lụa, bánh mì. Quay. Đây có một quán cà phê. Đi là làm YouTube. Ở nhà đó có người mua, có người đó. Quay phá lấu của anh mình. Dạ, cái này bánh mì phá lấu hả cô? Bánh mì phá lấu. Dạ, ở tại chợ Dầm Láng. Dầm Láng. Bánh mì phá lấu. Đó. Thôi em chúc cô luôn bán đắt nghe cô. Dạ. Dạ.
em là chiếc xe TV. Dạ. Dừa, bán cao. Dạ. Dạ, sáng giờ cô bán được không cô? Hồi sao trời ơi, lúc trước đã đắt quá, lúc này lại đây ai cũng than chân cô, không biết chắc tình hình chung quá. Dạ. Thôi em ơi, chúc cô luôn bán đắt nghe cô. Dạ. Mì bún. Bún bì. Chào anh bán bún bì. Này bì chay hay bì mặn anh? À, đây ngày rằm ha. Ngày rằm mà chắc lẽ là đồ chay mình bán được ha. Một... Dạ hơi chậm, một bịch vậy là mình bán mấy ngàn anh? Nhiêu? 15 ngàn. Cũng hơi chậm. Thôi em ủng hộ anh bịch ha. Dạ, bán em bịch đi. Bún bì chay ha. Thôi hai bịch luôn đi. Cuộc cho chắc là em mới để nó rớt nha. Em bỏ vô bị. Anh bị bún trang bài lên, mì bún nặng lên mạng. Yeah. Không, em đi làm YouTube. Dạ, em là Chí Xe TV. Thì chú bán bánh ít, bánh tét. Tét nhà làm luôn hả chú? Dạ, ngày mình bán cỡ mấy chục đòn chú? 40 đòn. 40 đòn, chú chắc chú ở gần đây hả? Vậy vậy mượn quá xa quá vậy, người ta có gọi cho chú thì giao đám tiệc rồi chú có giao không? Dạ, không những chú bán lẻ ở đây mà còn giao sỉ luôn. Các bạn ở nhà có đám tiệc gì đó mà mình không làm biến gói á các bạn, thì mình có thể tới đây gặp chú liên hệ để chú giao tới nhà luôn nha các bạn. Thôi chúc chú ngày nào cũng mua may bán đắt nha, hy vọng mọi người tới đây ủng hộ chú. Dạ. Đây là cô bán cái gì không biết, bún bì, bún thịt nướng. Còn bên kia là, dạ mọi người ơi, bún thịt nướng ủng hộ cô đi. Bên đây là bún riêu cua, bún riêu vịt, bún vịt đó, bún vịt nha. Ồ, nhìn thấy thèm bắt mắt quá các bạn ơi. Ai tới chợ Dầm Láng thì ghé đây ủng hộ cô bún vịt. Cái này là dưa chua hả cô? Cái này là của tỏi chua với ớt. À, giống như tỏi ngâm vậy ha. Tỏi ngâm đúng rồi. À, đúng rồi. Bún vịt hay có cái đó mới ngon quá. Cái nào cũng ngon, thiếu không cô? À, nước chấm hả cô? Rồi thêm một miếng tương nữa vô nữa. À. Mắm vô. Kết hợp hai ba thứ. Dạ, em cũng mong mấy cô ở đây luôn mua bay bán đắt mỗi ngày. Dạ, một cô bán chè. Chè mọi người ơi, đủ các loại chè. Ê quá, nghĩ đi bộ đội không à. Rồi chủ bỏ đi, giờ mình múc luôn, tự múc luôn. Đó, giờ mình tiến vào bên trong. Đây là quang cảnh phía trong các cô đang sinh hoạt mua bán các bạn. Cô bán xôi đi. Xôi giò, cơm rượu. Dạ. Wow. Đó, chúc mừng cô luôn. Dạ. Sao kỳ vậy? Ngồi kế bên mà người bán ế, người bán đắt. Vậy là không biết sao rồi nha. Dạ, chị bán sâm hả? Bán đủ thứ. Thôi em ơi, chúc chị ngày nào cũng bán đắt giống như chị kia nha. Dạ. Dạ. Ai? Thiệt không? Cô nói chị chưa có chồng thiệt không? Bây giờ cũng muốn có chồng không? Giờ có muốn tìm một nửa yêu thương của mình không? Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Tên gì, tuổi gì, quê quán ở đâu? Em Tý, tỉnh
coi cái anh chú nào vừa ý thì tới đây để làm quen. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình phải tự giới thiệu bản thân mình chứ. Thôi dù sao thì em cũng chúc mấy cô ở đây luôn mua bay bán đắt nha. Cô ở đây bán bánh. Dạ, bánh bánh bò. Xôi nếp. Cái gì còn bán đắt một đống tiền luôn các bạn. Quá đắt. Kệ, tiền lẻ tiền trắng vậy miễn tiền là được rồi. Dạ. Thôi em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Thôi trời ơi, đắt được cầu cho phát bán đắt nữa. Dạ, em ở Vĩnh Long. Dạ, em là Chí Xe TV. Đó cái kênh YouTube Chí Xe TV nha, vào cái kênh đó. Dạ, em cảm ơn mấy chị. Đây ông chú bán bánh mì. Cái này là bánh gì màu màu cô? Bánh tầm sắt hả? Giống như người ta đổ bánh tráng xong người ta sắt ra ha. Đúng rồi, bánh tầm lá nữa. À. Bánh cổ truyền ngày xưa là bánh tầm, chỉ là bánh tầm lá ha. Dạ, tầm giò. Còn cái này mình bán hộp hay bán ký cô? Dạ, bán hộp có ký có luôn. Như vậy là mình bán ký nhiêu tiền? Ký 60 ngàn mà có cho nước cốt luôn không? À, ký 60 ngàn nước cốt búi mè luôn. Dạ. Đó. Còn xôi đậu đen, xôi lá cẩm. Cái đó giống bánh bột bán quá hả cô? Bánh bột bán lá dứa quá. Dạ. Dạ. Ba cái là mấy ngàn cô? Quà wow. Quá rẻ luôn. Ba cái 7 ngàn. Thôi ơi, cô cho em nửa ký này đi ha. Dạ nửa ký này. Là 35 ngàn hả cô? Hay nhiêu qua này? 30. Chứ cho nước cốt luôn nha. Dạ. Em quay vòng em và em lấy. Đây là gạo các bạn. Gạo. Hỏi. Hỏi nữ hoàng. Gạo, ổi, mắm, đủ các loại mắm. 6 tháng rồi mới quay lại đây, không biết cô bán mắm lúc này cô bán đắt không đó. Trước đây cô bán bánh mì thì quay đây có đâu có tiêu không? Cô bán bánh mì nghỉ rồi, rằm nghỉ. Dạ, rằm nghỉ. 14, 15 mới nghỉ. Dạ. Tại vì mấy bữa đó, mấy bữa này mấy bữa chai á. Dạ, thành ra cô bán bánh mì có nghỉ. Dạ. Hôm trước tới đây được cô bán bánh mì tặng cho một ổ bánh mì. Dạ, lên nhớ luôn cái cô bánh mì không? Rất là nhiều mắm tép các bạn. Các loại. Dạ. Ủa sao mắm nó hai màu khác nhau hả cô? Tại vì tôm bạc trắng mình. À tôm bạc. Tôm bằng nghệ mình, cái vỏ nó trắng. Dạ, còn cái tôm này, cái này tôm khác. Tôm chó bóng, tôm sắc rồi, cái vỏ nó nhỏ. À, còn tôm này? Tép này cũng chó nhỏ, nó cải dạ. Nhỏ. Dạ. Như cái này con này bự, này nhỏ. Dạ, con này cá cơm. Dạ, năm nay giá cũng không thay đổi hơn năm rồi không cô? Nếu mà lên nữa nhà là bán không được. Bán không được luôn. Bây giờ thời buổi giờ khó khăn á. Dạ. Nó lên nữa rồi. Chợ mình là chợ thị trấn Dầm Láng. Là giờ của huyện Gò Công hay của ta thành phố Gò Công rồi cô? À, huyện Gò Công. Không đâu. Dạ, thôi em cầu chúc cho cô luôn mua may bán đắt. Hy vọng mọi người thấy video này thì nếu có đi chợ muốn ăn mắm thì ghé đây ủng hộ cô. Dạ, em cảm ơn cô nha. Đây có một tiệm hủ tiếu hay gì các bạn. Hủ tiếu bánh canh gì à, bánh canh giò. À, chào anh bán tạp quá. Tình hình chợ mình lúc này bán được không anh? Dạ, em chúc anh luôn bán đắt nha. Dạ. Hình như cũng hết ra khu vực chợ các bạn. Ở trong đây có mấy cái quầy như mấy này bỏ trống này nha các bạn. Ở đó còn một quầy nữa thôi. Giờ mình trong cho các bạn xem bên trong ha.
bên này chị bán đồ khô cũng giống giống nhau các bạn, các tiệm giống nhau hết nha. Ớt này chắc bán hủ tiếu quá hả chú? Bán phở hả? Dạ. Này có một cô bán gì nè. Em chào cô bán bánh, bán chè. Chè này, chè đậu đen hả chị không? Chè đậu xanh, sâm bổ lượng, bánh lăng, à, xin xa hộp lũ. Dạ, sáng giờ mình bán ra được không cô? Cũng lai gai nhiều đã được hết rồi. Dạ, mọi người ơi có tới đây thì ghé đây ủng hộ cô. Dạ, chúc cô ngày nào cũng luôn bán đắt nha cô. Dạ, em là Chí Xe TV. Đây tên của em là Chí Xe TV em gửi cô. Dạ. Wow, một thiên đường chè luôn nha các bạn ơi. Nhóc hết trơn luôn, sâm bố lượng hay gì nè các bạn ơi. Quá trời luôn. Con chào cô. Cô bán chè. Rất là nhiều chè nè các bạn. Đủ loại nha. Ở trong đây thì bán tạp hóa các bạn. Đó. Cái tiệm tạp hóa như thế này nha, bánh kẹo nè. Đủ các loại. Con chào cô. Sáng giờ cô bán được không? Chậm quá hả cô? Chậm lâu chưa hay mới thời gian gần đây hả cô? Chậm từ ngày dịch tới bây giờ. Wow. Dạ, con chúc cô mua may bán đắt nghe cô. Ở đâu cũng nghe nói vấn đề ảnh hưởng đến dịch bệnh đó nha các bạn. Cô dịch đi qua đi thì cũng còn để lại không có thiệt hại, không phải nói là không nhỏ nha các bạn. À, cô bán rất là nhiều chè này, đủ các loại. Cái này là gọi là chè gì hả cô? Chè đậu thơm, đậu môn, chè đậu trắng, chè đậu nước, trắng, chè cho nước. Chè đậu đen. Cái này là gì cô? Bánh ít trần. Xôi đậu, xôi tôm. Ôi ôi, thiên đường ẩm thực luôn. Tới đây rồi thì không có đi nổi nha các bạn. Các bạn có muốn ăn chè hay ăn giặt thì ghé đây đi chợ Dàm Láng ủng hộ cô. Cô bán ra nhiều năm chưa cô? Dạ, dạ. Wow, thấy chưa? Lúc hồi chắc lúc đó em còn bé xíu luôn á. Dạ, thôi em còn mong sao cho cô ngày nào cũng mua may bán đắt. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ. Đó, đây chị cô bán bún bì các bạn. Bún bì hay bì bún gì không biết. Hay chắc bún chai quá. Dạ, bún chai hả chị? Wow. Không những có những đặc sản miền Tây, tôm cá tươi ngon mà bên cạnh đó còn có thức ăn chay như thế này các bạn. Cho nên mình đến cái chợ Dàm Láng này thì mình không có sợ thiếu thức ăn nha. Dù ăn chay hay ăn mặn giờ vẫn đến đây được nha các bạn. Dạ, em chúc chị luôn mua may bán đắt nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Đó. Ô, bán xôi. Bánh chuối, bắp chét, bắp hầm chứ quên, bánh đen. Quá nhiều mần. Chuồn quá. Mận trai 15 ngàn. Mận 15 ngàn. Mận này gọi là mận gì anh trai? Mận hồng đào. Mận hồng đào đó. Xài cũng 15. Mận 15. 3 ký 45k. Hello. Dạ.
hoa nó xài à, thì gì không biết các bạn, thì thái thì gì thì tròn á, bạn này chắc bạn ăn phước quá, hoa nhiều xài. Đồng giá 20k. Đây là chiếc xe cũng đi giáp khu vực của chợ Dầm Láng các bạn. Giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chiếc xe xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like. Giờ thì mình xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một video tiếp theo nha.